Hey, bệnh nhân đâu rồi? Trốn rồi hả? Trời ơi, nghe nói làm chuyện này trốn rồi. Sang tay áo lên đi. Đừng quay qua. Hôm nay làm bác sĩ một bữa đi, cho làm bác sĩ một bữa đi. Cái này là cảm biến. Thì thật sự cái tôi không biết lúc mà tôi ráp được hay không, nhưng cái này không cần phải mua. Cái này là 70 đô. Còn cái này là 120 đô trong 2 tuần. Đó, thì cái này mình mua ở ngoài QCC cũng có bán. Tại vì những người họ không có dùng hết đó. Như thí dụ như tôi dùng thì hôm nay thì tôi tưng ngưng ngưng này đó, thì là tôi đợi khoảng một vài tháng sau, tôi nghĩ là một tháng sau tôi dùng trở lại coi nó như thế nào, là tại vì tôi xác định được những cái gì tôi ăn nó cao, những cái gì nó không cao, giờ nào nó cao, giờ nào nó không cao. Ok, lại đây bệnh nhân. Trời ơi, sợ cái gì không biết nữa. Bác sĩ chưa chưa kinh nghiệm nha. Em làm anh ta nào phiên sau lưng đó đó, thì thật sự ở đây là đồ, những đồ này là mình mua ra ngoài, mình mua rồi đó là mình không được quyền trả lại, tức là mình xài được không được là vứt thôi, không được quyền trả lại. Là lý do là sợ, họ sợ nhiễm độc, có như cố tình làm độc tại có gì kia mà để nó chấm cho nó. Ok, đó thì cái này, cái này đó thì chỉ nó khóa nè, nên có những cái khóa nó phải dặn mạnh nữa chứ, cho nó bể ra thôi. Nó ra nè, kinh nghiệm đó nha. Rồi trong này nè, nó có mấy cái gì, cái mấy cái chip điện trong này đúng không? Đó, nó chỉ là cái này thôi. Rồi bên đây là cái cảm biến Vô vô nè, cái cảm biến nó này có nè. Rồi nó có cái nó khớp nè, cái khớp này đó, cái lằn này nè, cái khớp này vô đây nè. Lần này khớp này nhận chưa, thấy nè. Rồi kiếm nữa. cái kim nè, cái kim này nó không phải bằng sắt mà nó mềm, nó thì nó sẽ đâm vô trong cái da tay này nè. Cho xin miếng nó đi phía phía sau này chút xíu chứ không. Chị nhắn ở đây nào, phải không? Thấy được không? No, no, no. Phía sau nó chút xíu. Đây No. Phía bên này là khi mà em ngủ, em sẽ bị đụng đó. No, phía nào thật. thì anh No. Bây giờ anh làm bác sĩ, giờ em đứng đây đi. Anh đã bị rồi. Anh đã biết anh ngủ anh bị mà nó... Phía sau chút đâu xíu. Ok. Đây phải không? nhận mạnh vô. Rung tay, đừng mạnh vô nha, không có khóc nha. Lẹ lên That's it. rồi lấy ra. You see, tôi làm bác sĩ rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Đó thì cái này là coi như vứt đi, nó chỉ làm vậy thôi. Thì thế mà khi mà nếu mình mua ở QQG hay những đồ gì cũ của người ta đó, là những cái này nó có khóa nè, khi mà mở ra như là xong rồi, người ta vứt rồi. Đó thì tất cả những đồ ở đây thì nó là gì, vấn đề máy móc đưa đến. Thì cái này ở nó có làm cho Apple, nó có làm thì mình mua được, tại vì không có gì, tại vì nó chỉ là dụng cụ rất bình thường để cho mình đo lường được cái sức khỏe của mình thôi. Thì nếu mà có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ có, cần có bác sĩ thì bảo hiểm sẽ trả tiền, còn không có thì mình tự mua lấy. Mà mình cũng không cần phải phải xài nhiều tiền nữa. Như thí dụ như tôi xài một tháng, tức là tôi đô tốn 240 đô đi, thí dụ như vậy. Mà nếu mà mua ở ngoài KGC đó, mua ngoài của người ta không xài, người ta bán để người ta gỡ tiền, tại vì bảo hiểm chỉ trả 80% thôi, rồi còn mình phải trả 20% đó. Thì họ bán tại vì họ không cần xài. Thì cái máy này thì mình không cần phải mua, mình chỉ dùng phone mình thôi. Thì cái phone thì tôi đã có hai cái cầm so sánh cho các bạn xem đó. Phone thì nó sẽ để nhiều chi tiết hơn, nó cái phone mà chỉ dùng wifi thôi.
Thì thế mà như tôi làm 1 tháng thì tôi biết cái tình trạng tôi nằm chỗ chỗ nào tôi nên ăn cái gì, ngày nào tôi ăn nên ăn cái gì. Như rất đơn giản, tại sao nó xuống dưới 4, tôi bị buổi chiều về một ngày thường thường tôi uống 1 ly rượu đỏ thì nó xuống dưới 4, nó nằm giữa dưới 5 mà 4, dưới mà tôi ăn rau cải với thịt thôi thì trên 4. Nhưng mà nếu tôi uống 2 ly rượu đỏ ngày hôm đó, ngay lúc đó đó, thì nó xuống dưới 4. Thì cái ảnh hưởng của rượu nó nằm ở chỗ đó. Thì đó là một cái câu hỏi mà tôi tiếp tục là tôi đo lường là rượu gì tôi nên uống, rượu gì không, mà tôi có nên uống rượu tiếp hay không, đó là vấn đề nữa. Tại vì xuống dưới 4 là nguy hiểm, chứ nó không là, tại vì lúc đó gan nó phá gan dữ lắm, thì nói là uống rượu nhiều phá gan, chai gan, hư gan, ung thư gan. Thì mình có hỏi, cái câu hỏi là nó liên hệ, rượu đó nó liên hệ tới đường chỗ đó rồi rồi nó phá gan cỡ nào, nó có phá gan hay không, đó là câu hỏi. Ok, giờ cảm biến này hết hạn rồi nè, hết 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 giá trị rồi nè. Thì tôi có cô y tá nè, cô y tá là má má em. Anh nhìn gỡ đi ra giùm anh coi. Gỡ làm sao đó, vô nắm giật đi hả, có thiệt không đây? Yeah. Ừ, đưa đưa thấy cái kim đi. Cái kim này. Thấy anh đâu có thấy mà. Phải mang kim vô mới thấy à. Có Đó. thấy rõ ràng cái kim này. À, cái kim nó dài vậy đó, đó nó nằm trong này nó bám bên À, này cái kim cũng cũng chừng 3 phân á. nè. À, ok giờ À, chỉ lủng lỗ nè. à, Ý tội da, nghiệp cho tội anh nghiệp quá. quá. Đó lủng lỗ thế đó, nó 2 tuần lễ đó. Và các bạn thấy là coi như là ban đêm ngủ đó thì nên mặc áo tay dài, là tại vì cái này là tôi biết, là tôi hồi có 2 đêm trước đó, tôi mặc áo tay ngắn như thế này nè, tôi ngủ rồi cái tay tôi quơ tới quơ lui đó, rồi tôi lăn qua tôi lộn lại đó, rồi nó trực tiếp đụng vào những cái nệm rồi cái Cái gối kim này kia nó nọ rất đó, là mềm nha. vì thế mà Nè. nó Cái kim nó mềm giống như cái kim nó mềm mềm mà. mềm 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 giống như cọng 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 gân vậy đó. Dạ hả? Chỉ gân vậy đó. À, nó như thế mà nó bắn vùm vô đó, như thế mà mình bị mình biết nó sốn nó đau, như thế mà thật sự tốt nhất là khi mà có mang cái cảm biến này trong trong tay đó thì nên mặc áo tay dài để cho nó đừng trực tiếp đụng vô những cái thành giường, những cái lúc mà tay ban đêm mình ngủ mình nhớ lúc lắc khúc lắc thế nè. Ok, cái này là sẽ lau chùi cho sạch, thì từ nay đêm nay không gắn vô, để qua ngày hôm sau gắn vô, lựa chỗ khác gắn chứ không phải cứ gần gần nó thôi, để đừng cho cây kim nó đâm vào chúng cái chỗ chỗ cũ nữa. Cái gì thật sự nó giống như là cái đồ mà mình bắn vô đầu đầu ngón tay thôi, thì có cái kim nó là nặng máu nó ra vậy đó, thật sự nó là như vậy. Ok, gặp lại các bạn sau, cái này là mạng 3 canh 3 rồi đó. Sau khi cảm biến hết hạn. Tôi xin chia sẻ tí xíu về phần này nha. Tại từ ngày tôi có cái này là luôn luôn có trong tay khoảng chừng tiếng 2 tiếng hồ tôi đoan lần. Thì cái này để về nhà đi, để về nhà tôi cho các bạn xem. Tại vì còn 2 tiếng hồ nữa là nó hết hạn, tức là hết xài được là 14 ngày. Thì còn còn khoảng 3 ngày thì bắt đầu nó báo. Nó báo từ 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 cho đến ngày hôm nay thì nó báo là đến giờ. Đầu tiên là nó báo 10 tiếng, rồi xong xuôi nó báo 8 tiếng, rồi 6 tiếng, whatsoever. Thì nó báo. Thì thế mà bây giờ nè. Nó kêu 2 cái bíp á, nó báo nè. Còn 2 tiếng hồ nữa thôi là cái máy đã hết xài được. Thì mình muốn xem kết quả của nó thì đây nè.
6.4. Thì cái máy này nó trị giá 70 đồng, nhưng mà thật sự không nên dùng tới nó, là tại vì mình dùng cái phone của mình á, để rồi tôi sẽ chia sẻ về phần này sau. Cái phone của mình download cái app, cái app thì nó vẫn nó cho ra cái con số còn chính xác hơn nữa, và có những cái như thế này, ví dụ như history nè, review history. Thì review history đó thì mình có cái phần average đi, glucose nè. À, thì ở đây nó để là coi như như tôi đó là bị cao ở ngay chỗ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa, thì trong cái phone đó, nó để ngắn lại, nó để thay vì giữa 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 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa đó, thì nó để nó đo gần lại, tức là nó đo khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì mình sẽ thấy nó sẽ có vượt lên cái số 7 đó, rồi có những cái nó thấp hơn, nó thí dụ như đó. Thì ở trong cái phone thì thật sự nó rõ hơn, thì không phải tốn tiền 70 đô để mua cái này, mà mình dùng cái phone tay của mình làm được. Thì tóm lại chỉ tốn tiền có cái chỗ này thôi, cái cảm biến này thôi, nó nằm đây nè. Thì thật sự nó là như vậy, thì Có không dùng cần phải tốn wifi tiền nữa, này. không cần cái này, wifi phải có wifi. Ổn thế. Sáu. À, tại tôi để sát quá, tôi để không có đúng giờ này, để đúng là 600 giờ tới Bốn. cấp thế này nha. Thì này nó còn 59 phút, cái cảm biến này 59 phút. À, thì cái này thì dễ thôi, cái này để up cho nha. Còn 57 phút. 6.4. 6.4 giống nhau. Đây thế không cần phải mua cái này, không cần phải có cái này. Rồi cái này đó thì nó sẽ chỉ rõ hơn là, để tôi xem thuê cái chỗ nào đây. Last scan average. Average blue cost. Đó thì nó chỉ rất, nó chia khoảng thời gian ngắn thôi, nhỏ lại. Thì cái này là bao nhiêu ngày? Cái này là 7 ngày, 14 ngày nè. Thì cái tuần trước của tuần này đó là tôi lên rất là cao đây nè, ngay chỗ khoảng này lúc mấy giờ? Lúc 7 giờ cho tới 9 giờ thôi. Nó thì cao nhất là chỗ đó. Nó cho mình thấy nó là như vậy. Rồi 30 ngày nó cũng vậy, cũng ngay chỗ cái điểm đó, từ 7 giờ tới 9 giờ sáng. Nó như thế mình tranh thủ. Rồi còn cái thấp này là 5.3 nè, cái thấp nữa là 5.1, 5.1 lúc ngủ nè, 5.3 lúc sau 12 giờ trưa. Còn 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Cái này từ 9 giờ đêm tới cái này xin lỗi nha. 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng 5.3, mà từ 3 giờ sáng tới 6 giờ 5.6.3. Thì thật sự tôi đâu có ăn uống gì đâu, thì nó tự động nó xuống rồi tự động nó lên vậy thôi. Thì tới lúc này là lúc ăn nè, lúc ăn nhẹ chút xíu thì nó lên, có những lúc mà nó lên tới 9 tới 10, nó tùy theo món đồ mình ăn. Nó thì này, cái này nó chỉ lấy trung bình thôi. Rồi còn cái lúc này là lúc 19 giờ đêm cho tới 12 giờ đêm thì cũng thấp, trong lúc ngủ nó rất là thấp. Nó thì nó là như vậy, nó rõ hơn. Vì thế mà thật sự mình xài bằng phone thì mình không tốn tiền, mình không tốn tiền mua cái này. Nó thì chỉ có thể lên trên mạng mua cũng được. 5.9 nữa, ha, hay à, nó hai cái đều giống nhau,
Cái này còn 3 phút nữa hết hạn đấy. Nó cũng 599 đấy. Nó như thế mà không nên mua cái này. 70 đô không nên mua. Mình xài cái phone của mình thôi. Mình chỉ mua cảm biến để ịnh vô tai nó rồi mình biết. Hey, hello, hello. Sáng dịp đây mình chia sẻ phần này xíu. Hôm nay mình làm muốn làm bác sĩ một bữa mà. Hey, vấn đề tiểu đường, vấn đề cái máy. À, em có cái máy rồi, hồi xưa em đo cho anh bấm 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 cái máy đâu. À, cho anh xin dùng cái xíu đi, please. Please, cô nương, please. Xin vui lòng, cô nương. Người đẹp. Để xem coi cái nào. Làm rẻ kì rồi chỗ nào mà anh đo 8 chấm gì à, thứ hai. Ok, sáng nay là mình để đây cho thật lâu nha, để cho các bạn đọc nha. À, đọc cái phần mà hai nè là 8 nè, đó là tôi bị số 8 đó. Đó. Cái này bác sĩ cho nè, chứ không phải là trời cho đó. Số 8 nè, tiểu đường nè. Là bị tiểu đường rồi nè, nhưng mà cái này là sao? Là sau khi 8 tiếng đồng hồ nhịn ăn. Đó là 8 tức là trên 7 là bị tiểu đường. Nhưng mà nó gỡ được cái chỗ là sau 3 tháng, trung bình của 3 tháng còn dưới 7 thì nó bảo là muốn mà xác định được người này bị tiểu đường hay không là phải đi thử nghiệm tiếp, là vì trung bình của 3 tháng đó nó dưới số 7, nó nằm ở số 66 gì đó. Nó các bạn không biết có thấy không, thấy rõ không, chứ tôi nói thôi chứ tôi không thấy. Bị cận mà già rồi đó, thì cho các bạn thấy là đây là cái vấn đề khám sức khỏe hàng đi thử máu hàng 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 năm đó, thì nó là như vậy. Thì đối với tài xế thì nó như 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 như, như là thế nào. Đối với tài xế đó thì đối với tôi thì tôi nghĩ suy nghĩ rất là kỹ. Và tài xế là mình cứ ngồi mình bốc mình ăn kia, nó cứ để sát sát bên tay đó, thì thế mà cái người những người tài xế sẽ bị tiểu đường nhiều hơn những người khác, là lý do là ăn không ngừng. Vì thế mà tiểu đường loại 2 là do sinh hoạt hàng ngày và cách ăn uống hàng ngày, chứ không phải do bẩm sinh mà đó. Thì nhìn thấy cái này nó là như vậy đó. Ok, thì chỉ đơn giản là của đối với tôi thì không xác định được, nhưng mà 10 năm về trước đã xác định tôi là bị tiểu đường, là tại vì số 8 này nè, trên 8, lúc đó tôi đo trên 8 nữa, và trung bình của 3 tháng á, tôi trên 7. Vậy thì tôi chỉ có cái đơn giản là tôi bác sĩ cho tôi uống thuốc, tôi không bao giờ mua thuốc hết, tại vì tôi biết là khi mà tôi đã mua thuốc ở trong nhà thuốc Tây rồi đó, thì đơn giản là tôi chấp nhận cái kết quả đó. Nói như thế mà kết quả đó sẽ đưa qua Bộ Giao thông Vận tải. Vì thế người tài xế lúc đó phải đi khám sức khỏe hàng năm. Nếu mà không bị tiểu đường bình thường thì 3 năm khám sức khỏe một lần. Thì khám sức khỏe, nếu mà người đó không đi khám sức khỏe, người đó bị trễ khám sức khỏe, thì người đó còn lái xe được hay không? Không được. Tức là bằng lái là bị bôi bỏ ở trong Bộ Giao thông Vận tải. Là coi như nếu người đó tiếp tục lái xe thì coi như người lái xe không có bằng lái, bị dướng vào một cái tội khác, tội lái xe không bằng lái. Tội lái xe bằng lái bị đình chỉ. Khám sức khỏe nó dính liền với bằng lái của mình ở chỗ đó. Mỗi 3 năm khám một lần, hoặc là mỗi 1 năm khám một lần. Khám sức khỏe phải khám sức khỏe trước cái ngày hết hạn đó. Tôi khám sức khỏe gì kia rồi, nói như thế mà đi thông báo cái này đó, thì nó là đơn giản, nó là gì để mà các bạn nhìn kỹ lại số 8 đó, rồi coi chỗ 66 đó, cái chỗ sao nào 66 đó, cái chỗ 66 đây là trung bình của 3 tháng này, tức là dưới 7 đó. Đó thì khi khám sức đi đi thử máu như thế này đó, là một một năm đi khám sức khỏe một lần, đi thử máu một lần. Nó theo những người sống ở Canada, nếu mà bình thường thì gặp bác sĩ gia đình thì họ giới thiệu mình đi, thì nó rất là đơn giản như vậy, thì họ sẽ có hết những cái này đó. Thì thế mà như tôi thì thật sự khoảng 10 năm tôi không có ăn
tinh bột nữa. Vì thế mà nó hiện tại còn đỡ đó, hiện tại nó còn có cái số này đó mà không kết luận được tiểu đường. Ok, thì nói tới đây thì nói vấn đề tiểu đường đây là mới. À, cái máy không, cái máy kia kìa em, cái máy mà để mình bấm 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 vô tay, chấm vô tay đó, cái máy đó tính ra cũng đắt tiền hơn mà mình không không có cho mình biết được tin tức gì hết. Cái máy nhỏ nhỏ xíu đó, dùng kim bấm vô đầu ngón tay nè, cái gì tôi cũng có mua hết á, là để mình lượng được, với mình muốn đo lường được, thì lúc đó đo lường nó khác cái chỗ này một chút xíu này, nó khác với cái này. Cái này là cái cảm biến những tay này nè, một chút xíu tôi làm gắn vô cho bà vợ tôi à, để cho các bạn xem gắn như thế nào. Rồi thì cái này thật sự nếu mà có to bác sĩ đó, thì nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ trả tiền là 80%, còn nếu mình không có mình vẫn lên trên cái website ở trong này mua, mình trả tiền lấy. Thì thật ra thì nó không có tính ra, nó khoa học kỹ thuật hiện tại thì nó tiên tiến hơn cách đây mười mấy 20 năm về trước. À, đây nè, cái này nè, cái này nó thì mỗi lần xài mỗi cái kim chích vô vậy đó, thì cái này nè, cái này để chấm vô lấy máu mình ra để mà thử để đo được được cái đường đó, thì mỗi lần chấm vậy là mỗi lần đau tay đó, mà lúc mà mình ngủ đó thì không đo được. Nhưng mà cái này lúc mình ngủ đó, tôi ngủ đó, thì bà vợ bà kêu cái máy này nè, bà đi ngang qua tay đó, thì tôi ngủ nghiêng là bà để đây rồi bà ra được số mấy, thì lại biết là nó khác cái chẩn đoán lúc đó với cái này, nó khác hoàn toàn vì khoa học kỹ thuật nó khác nhau đi, thì đưa đến cho tôi có một cái hiểu biết hơn một chút xíu so với một số người. Là thật sự cái này là quá cũ rồi, đôi so với bác sĩ của tôi nói là anh là người đầu tiên tôi cho cái to đi mua thuốc thôi, chứ còn những người kia họ không chịu vậy, họ nói đắt tiền quá, nó rất là đơn giản vậy. Thì tôi nói là cái này là nếu mà 120 đô mà cho 2 tuần thì nó rẻ ăn cái hòm 20 ngàn à, thì ok em chỉ mua cái này thôi, em không mua cái hòm đâu, cái quan tài thì nói đến đây mà nói chuyện gì tôi mấy ổng mới mới lọt cái đầu mấy ổng ok thì nó khác như thế nào. Lúc này ngủ á mình không biết gì hết mà chịu chi tiền á, tốn tiền là kết cục tính lại là 2 tuần lễ bằng tiền này nè nè, tại vì mỗi một cái diêm này nè, một cái diêm trong này đó, một cái đo để mình lấy máu đo đó, thì lại là 1 đô ở đây, 1 đô, 1 đô la, hình như tôi còn chỉ một cái thôi ạ. Trong này nè là một ngà một một nè, chỉ còn một cái duy nhất nè, là để lấy máu vô nè, chấm máu vô nè, chấm máu vô đây để mà gắn vô trong cái máy máy để mà đo. Thì tính ra nếu mà tôi làm một ngày mà tôi muốn có cái chi tiết của nó đó, mà mỗi tiếng đồng hồ đó thì lại mất mỗi một ngày vậy, tôi mất 24 đồng, thì một tuần 7 ngày trên tiền rồi, trên tiền cái này là 120 đô cho 7 ngày. À, 120 đô mà cho hai cho 14 ngày chứ không phải 7 ngày. Cái này 7 ngày mà lên trên 150 rồi. Đó thì nó khác nhau đó, mà tin tức mình không biết lúc mình đang ngủ, thì cái lúc mà tôi đang ngủ như thế nào đó thì bà xã bà ok, cái này nó là gì gắn vô trong cái máy này. Đó thì cũng là cái máy cũng mới thôi, nó thì chỉ mua cái này, còn cái này thì nó nói cho không. Kim cái kim chích vô trong người đó thì nó cho không, là gắn vô trong cái máy này nè, nó cũng bấm ra nè, bấm đây nè, nó để kim vô đây rồi bấm ra đây, rồi bấm vô động tay bấm bụp vô đây nè, máu ra nặng ra rồi vô này. Thì ví dụ như vậy, thật sự khoa học kỹ thuật thì một ngày nó tiên tiến hơn thì nó tốt hơn chứ nó không có tệ hơn. Và hỏi nó đắt tiền hay không, nó không đắt tiền đối với tôi, thì tôi cảm thấy là nó mình biết được tin tức lúc mình đang ngủ. Thì cái sự chẩn đoán ngày trước đây đó, nói là tôi đang ngủ gì đó, thì cái lá mía tôi không có bài tiết cái insulin, là tại vì kêu là bác sĩ kêu là mỗi trước sau khi đi ăn 2 tiếng đồng hồ đo 1 lần, rồi sau đó 8 tiếng đồng hồ đi ngủ xong suốt 8 tiếng đồng hồ thì mình phải đo lại 1 lần.
thì tôi làm vậy liên tiếp cả một tháng liên tiếp như vậy thì thấy nó giống nhau. À, ăn xong sau 2 tiếng nó lên số 7, số 8, thì ngủ xong thì quay qua số 7, số 8, thí dụ trong khoảng đó thấy không xê xích. Nhưng mà khi mà tôi dùng tới máy này với máy này rồi đó thì nó sao, thì tức là sau khi tôi ăn 2 tiếng đồng hồ thì lên số 7, sau khi tôi ngủ 4 tiếng hồ sau đó nó xuống từ từ, nó xuống từ từ, có ngày nó xuống tới 5, xuống tới 5 rồi có ngày nó xuống số 4, rồi có 2 lần nó xuống tới số 3 là coi như quá trời quá tệ nữa, là nguy hiểm. Cái máy này nè, hay gà qua đây đó thì nó có cái đèn màu đỏ nó báo lên là nguy hiểm gì đó. Thì lúc đó bà vợ tôi kêu tôi thức dậy ăn uống gì chút xíu thì nó lên ngược trở lại. Thì vấn đề tường đường nó là như vậy, thì nó có lẽ là nhỏ thấp quá đó. Thì lúc đó tôi biết là tôi ăn, lúc mà tôi đi làm về mệt tôi không ăn nhiều luôn, lúc đó mệt quá tôi chỉ ăn rau cải thôi, thì có lẽ không đủ dinh dưỡng. Thì nếu so sánh với những người nhà nghèo ở bên Việt Nam mà đôi khi không có miếng ăn mà đi ăn xin không có ăn đó, thì họ nằm như vậy thì có thể là coi như tình trạng bị xỉu lúc đang ngủ, hay là ngủ rồi bị chết luôn. Thì tình trạng nó là như vậy, là thiếu dinh dưỡng lúc đó, thiếu đường. Thì đối với tôi thì tôi giật mình lúc vậy. Lúc đó đó thì cả ngày hôm sau nữa tôi ăn bù cũng rất là mệt, cũng không chịu nổi, mà tôi phải ăn hình như gấp đôi như vậy đó. Vì thế mà những người bị tiểu đường ở đây thì hầu như bác sĩ khuyên sao, khuyên là ăn đều 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 như vậy. Thì thật sự đều đều như vậy cũng đối tôi nghĩ cũng không đúng nữa, là vì ăn ít thôi rồi phải phải ngưng. Vì thế mà cái người tài xế đó cái gì cũng để gần gần tay nè, vừa chạy vừa ngồi buồn quá quá qua lại bắt nó bỏ miệng lại nước uống gì đó, đậu nè để bên cạnh nè, lấy tay bóc ăn. Nó, mình ăn đều đều vậy, tức là nó cứ tăng lên hoài, nó không giảm xuống được hết đó. Mà lúc là đường thì người ta bình thường thì một người các bạn thấy là làm hãng, một người có thể làm văn phòng, thì sáng họ ăn một cử rồi xong xuôi họ lo làm thôi, rồi họ có dữ lắm là buồn miệng thì uống cà phê, chứ ai cho ăn ở lúc đang đang làm việc đó. Những người làm xưởng làm trên máy móc thì thấy không ăn chỉ có đơn giản là chỗ uống nước thôi, thì có lẽ là những người đó ít bị tiểu đường hơn. Thì tóm lại những người tài xế bị tiểu đường rất là nhiều là do cái thói xấu buồn miệng quá ngồi ăn. Nếu người nào hút thuốc thì tôi nghĩ là đỡ, là tại vì họ không bị mập, là tại vì họ không ăn mà họ hút thì tôi không biết sao có thể là. Nhưng mà người đó lại bị bệnh hút thuốc thì xấu, là đưa đến bệnh ung thư phổi. Nó thì có những chuyện vậy thì thấy mình phải nên kiên cử chút xíu. Nó thì cái này thì thật sự nó làm như thế nào thì cho tôi biết là sự khác biệt là lúc mà tôi đang ngủ thì đo được đó, thì tôi biết là tôi đang ngủ nó xuống rồi nó lên ngược trở lại. Vì thế mà với hai nữa cho biết giờ giấc là nó lên, tại vì tôi hỏi rất nhiều người bị bệnh tiểu đường loại 1 với loại 2, thì có thằng bạn đó, thì thật sự tôi gặp nó thì nó bị loại 1, hiện tại nó đang làm nè, bị tim tháo cho tim ra đó, nó đó thì nó khuyên tôi là nên có cái này đi để mày hiểu được cái đầu mày đó, mày ăn cái gì mày không sợ. Thì nó bị là một bẩm sinh rồi đó. Như thế mà nó có cái này thì nó khỏe lắm, nó muốn nó ăn uống một cách điều độ hơn, một cách đàng hoàng hơn, mặc dù mình thấy mình đói bụng như vậy. Như thí dụ như thế này rất là đơn giản, thì người nào cũng có đồng hồ nha, có một khoảng thời gian nó tăng rất là cao, có khoảng thời gian nó xuống rất là thấp. Thì cái lúc thấp đó thì muốn ăn như tôi muốn thấp đó, thì thí dụ như là tôi làm về thì từ 6 giờ chiều cho tới 12 đêm á, là lúc luôn 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 là nó thấp. Vì thế tôi có thể ăn cơm được, tôi có thể ăn những cái tinh bột được. Nhưng mà còn buổi sáng lúc 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa đó tôi không nên ăn, là tại vì ăn mỗi lần tôi ăn nửa cái bánh bao thôi nó tăng lên trên 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 số 10. Tôi ăn một trái chuối thôi lúc 5 giờ sáng nó tăng lên tới 10, số 10 nó rất là cao vậy. Rồi đến độ mà những cái gì có xíu tinh bột trong đó, thì nó tăng lên trên 10 hết,
khi mà mỗi lần tăng vậy đó là không phải đơn giản nó ở đường tôi nó tăng vậy, nó không phải vậy, nó đưa nó chóng mặt không lái xe được, nhìn không được, nhìn quạng, nhìn mình nhìn nhìn cái đường á, cái con mắt mình nó bị lòa đi, rồi mình lại hơi bị giật mình cái trong trong lúc đường cao nó là như vậy. Vì thế gọi là sugar attack, tức là cảnh sát này đều biết tài xế thường thường bị chạy chạy quạng. Đầu tiên cứ nghĩ là người ta phone đến báo là cái xe nó chạy quạng, lắc qua chỗ này lắc qua chỗ kia muốn đụng tôi cái đủ thứ chuyện hết, thì cảnh sát chặn những chiếc xe đó lại, thì cuối cùng tìm ra là bị người đó bị đường cao, tại vì người đó bị đã bị bệnh tiểu đường, họ bấm máy rồi biết bệnh tiểu đường, thì đưa vô bệnh viện thử máu ra thì thấy là đường cao lúc đó. Nó rất là đơn giản vậy, chứ không phải là nó là đường cao là bình thường, nó không bình thường nữa. Nó như thế mà những người bị tiểu đường thì nên loại 2 thì nên kiêng cữ đó, rồi nhất là tài xế, là tại vì tôi biết cứ buồn miệng ngồi ăn thôi, rồi cứ nghĩ là ngày xưa tôi không hiểu nhiều về tiểu đường thì tôi cứ nghĩ là tôi mệt quá tôi làm ăn đêm thì tôi cần phải ăn đồ như như Red Bull, uống Red Bull vô thấy nó khỏe khoắn trong người, người ta dùng thể dục thể thao thí dụ gì đó thì toàn là đường không. Đó thì vào thời gian rất là lâu tôi đã nghĩ sai về vấn đề đó, vấn đề mà đưa đến vấn đề tiểu đường, cho đến sau này thì khi mà tôi đi đến cái vấn đề mà thử máu đó, tiểu đường đó, thì thế mà tôi mới biết được là tôi nên tránh những trường hợp đó. Thì đối với tôi là vẫn chưa muộn, thì có những người đã muộn rồi.